Xin chào anh em. Hôm nay chỗ mình vừa về cây Yamaha Luxix C80. Yamaha C80 là made Indonesia. Và cây này mua mới thì cũng khoảng 3 triệu mấy, 4 triệu. Tiếng khá hay luôn. Mới. Nên khi mà các bạn mua thì tiết kiệm cũng số tiền tương đối. Cái này chỗ mình bán ra 2,8 triệu, còn rất mới ha. Yamaha C80 trong tầm giá 2 triệu mấy 3 triệu mà xài cây này thì khá ok. Đây, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh, bạn có thể đăng ký để theo dõi nhiều cái thông tin hơn về những sản phẩm tại trung tâm. Xin cảm ơn các bạn.